Mày còn nhớ mày từng bị ngồi tù treo vì một cái bao thóc không Ngọc Sơn? Vì mày mở cái room giang hồ bao thóc của mày, cái room Star Wars MTV mà hồi năm ngoái đó, 11 tháng trước mày định mở lại đó. Mày quên là mày từng có tiền án, mày ngồi ở Việt Nam, mày mở cái phòng sách động vận động mày với mẹ mày, tụ tập lại làm cái giang hồ mạng room. Mày nhớ không Ngọc Sơn? Chính miệng mẹ của mày, bà Kim Loan, bà Phan thì Kim Loan đó, con gái mẹ mày, con đĩ mẹ của mày tâm sự với tao mày mất 1 tỷ, mày đóng phạt đó 1 tỷ tiền Việt Nam đồng ha, đóng cho công an chung chi hối lộ, đóng phạt vì Việt Nam mày mất 1 tỷ. Mày nhớ không Ngọc Sơn? Sau khi mày mất 1 tỷ, mày có tiền án, mày ngồi tù rồi, mày vẫn lên mày thách thức kêu bằng luật pháp. Năm này qua tháng nọ ngày kia mày cắm đầu vô giang hồ mạng, mày cầm đầu lặp đi lặp lại cái room, cái chat room của mày luôn là giang hồ mạng room. Mày mở cái phòng giang hồ mày mới chịu, mày dành cơm với đám giang hồ bao thóc, mày đi con đường giang hồ trụy lạc ăn chơi tụ tập. Tao lôi đầu mày ra, tao lôi cái đầu mày ra, tao kéo mày ra, tao cứu mày biết bao nhiêu lần, nhưng mày vẫn say sưa trong cái giấc mộng làm vua giang hồ mạng của mày, vua đế vương quyền lực khùng của mày, quyền lực tâm thần chó đẻ mỏi rợ mày với con đĩ mẹ mày, hai đứa mày. Tao càng cứu mày thì mày càng cắn chủ, tao đã càng giúp mày thì mày càng trả ơn bằng cách mày trả thù. Để từ từ tao kể cho học trò, con nuôi, người nhà, đồng nghiệp của mày, bạn bè, người thân. Mà cái tù mày ở đó, mày mất 1 tỷ là do thằng Quý Ngọc nó cho mày. Nó nhốt đầu mày, nó ghi tiếng mày, nó đưa cho công an, nó chơi mày, nó bỏ tù mày. Rồi tao bên Mỹ là tao là người quỳ để vái cho bề trên về tâm linh, tao cứu mày từ tù cứu ra, rồi tao nói chuyện với công an mạng, tao cứu mày ra, tao cứu mày thoát nạn. Rồi là bắt đầu là mày liên tục là mày nắm đầu cái thằng Quý Ngọc chửi trả tao, mày dâng ơn với con đĩ mẹ mày, mày mới bị tao chửi ở trên cái YouTube này. Tao càng cứu thì mày càng cắn, tao càng cứu thì mày càng trả thù. Mày quen gái thì gái thưa, mày hãm hiếp tao nhận mày chị ba, thì mày ngồi mày làm nhục, mày đạp tao ra cái room để mày làm cha, mày làm vua với lại cái giấc mộng mà cái quyền lực tối cao kêu bằng giang hồ mạng, trang mạng của mày, trang mạng bao thóp của mày, nó đủ cảnh đó để tao kể cho học trò con nuôi, người nhà, đồng nghiệp mày nghe. Để tao kể cho nghe những cái Bồ Tát mày với mẹ mày ăn rồi tối ngày buông thần bán thánh, tối ngày tiểu nhân mất dạy trả thù đặt vào cái kênh của nào tao. 16 năm rồi mày vẫn cầm đầu cái thằng Quý Ngọc, cái tập đoàn của mày đánh những cái kênh của tao, cứ hở lên là đánh mất kênh, cứ hở lún ra là đánh mất kênh. Hả, đụng tới mày và con đĩ mẹ mày lên đây la rầy để cứu mày là chửi trả. Mày ăn cái chén cơm ngày hôm nay mày có được cái thời mày vinh quang là do tao nằm đây nè, tao cái con vô gia cư, cái con nằm đây nè, cái con trái có tôm hết thời bao tót nè, cái con ăn tiền khùng, tiền bệnh, tiền tâm thần. Mà mày ngồi đó ở bên kia mày tụ tập tiệc tùng, mày bay nhảy nha, mày sân khấu với lại mày tiệc, rồi mày ăn mừng say sưa trong giấc mộng của mày, kêu bằng cái sự mà thành công của mày, bằng cái sự nghiệp, bằng nước mắt niềm đau tuổi xuân và tiền bệnh tật của tao hết sạch ở bên này nè, là tao cho mày nè. Tao là cái con tới Việt Nam 10 năm trước quỳ trước cửa nhà mày ngoài đường đó để cứu mày đó, mà cả cái bao thuốc còn không ai để ý, tao có thể mày với mẹ mày, nhưng mà mày biết chứ, tao quỳ đằng trước cửa nhà mày là tao lại ngoài đường mà 2 lần chứ không phải 1 lần, trong khách sạn ở Việt Nam và bên Mỹ này, về về tâm linh đó tao đưa mày lên, mày có được ngày hôm nay với con đĩ mẹ và con gái mẹ mày là do tao cho đó, tao mới dắt chửi vào cái bàn thờ mẹ mày và mày đó. Mày nên nhớ, mày biết tao là trái tấu tôm không bao giờ chửi bậy hột bậy, tao không phải là con mất dạy tao bậy tao bạ. Cái kênh tao á bị đánh là do những người bợ đất mày, chẳng hạn thằng Quý Ngọc nó rình rập nó muốn ăn theo mày, mà thằng Quý Ngọc cái mưu đồ, cái ý của nó là muốn làm quản gia, làm vua, làm trùm trong nhà mày, nó muốn làm á một người mà nắm tiền nắm bạc, là một người nắm đầu mày, nó muốn cướp tài sản của mày. Nó khoe với tao năm 2011 thằng Quý Ngọc nó khoe tao bỏ 5 viên thuốc lắc vào đồ uống,
tao chơi cho thằng Ngọc Sơn khùng, tao là sẽ lấy hết tất cả của nó cho mày coi. Đó, nó khoe với tao nó cướp tài sản sự nghiệp của mày, nó lấy hết của mày. Thậm chí tao biết tao là người yêu của mày mà nó bay ra. Nó nằm trên cái giường, nó ở trần ở trù, nó bớt cái bộ phận sinh lý, cái bộ phận sinh dục của nó ngay mặt tao để bị mặt mày và tao. Nó chia rẽ mẹ mày bà cụ với tao. Nó nhảy vào trong cái đàm thoại, điện thoại của bà cụ với tao. Nó nhảy vào cuộc sống của mày, nó chen ngang giữa mày và tao bao nhiêu năm qua, bao nhiêu lần. Mày và con đĩ mẹ mày, mày và mẹ mày không bao giờ bị oan. Tao giao tiếp với mày và mẹ mày luôn có nó ở giữa. Mẹ mày rồi mày chèn nó vào. Mày sợ nó như sợ cọp. Bởi vì sau này tao biết ra là thằng Quý Ngọc nó cung cấp xì ke cho mày chơi. Nó dắt gái ở trong bao thuốc đó để vô cái phòng của mày. Tao qua tao ủng hộ mày tư cách chị ba với người yêu. Ha, mà mày ăn rồi mày lạnh nhạt. Mày đá rồi mày làm nhục rồi mày làm đủ trò hết. Mày rất là mất dạy bất lương, mày với mẹ mày đồ vô giáo dục. Mày là cái thứ đó, gạt tình gạt tiền. Mày có được ngày hôm nay mày ăn rồi mày giọng. Mày tiệc với mày tùng, mày làm đại ca với Suối Dương. Mày làm bác ba với là mày làm quyền lực là tao cho mày. Là tao nằm ra tao đưa mày lên. Mày mới có cái phong thủy, mày có cái may mắn, mày mới có thời thế. Hôm nay tao dọn cơm sạch ở trên cái bao thuốc á, thằng con chó Quý Ngọc vô làm thủ quỷ, làm giàu, đánh bài chơi gái, ha, hốt tiền giật le, lên hình lên ảnh lên phim với mẹ con mày. Mẹ con mày thì tân bốc định bọt đưa nó lên, chia những cái gì phúc lợi tao cho. Bây giờ đưa mày lên cái showbiz rồi mày dắt nó vào, đánh sập hết kết của tao để mày trả ơn tao. Thằng súc sanh, mày với thằng Quý Ngọc hai con chó các chủ tao nuôi, lộng hành với mẹ mày. Họ một cái là mày report không còn một cái kênh nào được bất lương. Tao sẽ nằm đây, tao kể cho học trò, con nuôi, người nhà, đồng nghiệp, truyền thông, báo chí. Tao kể cho dân báo tốt, tao kể cho từng kẻ một mà không biết cái bản chất mày và mẹ mày. Tao kể cho mọi người biết cái sự mà dấu ơn của mày và thằng Quý Ngọc. Hai thằng mày ăn rồi lấy ơn á báo thù. Tao là ân nhân của hai thằng mày. Mà mày rình rập tối là mày đặt vào cái kênh của tao để mày trả ơn bằng cái sự vô lễ, vô giáo dục của hai thằng mày. Trong lúc mà mày mở cái phòng ở trong bao tóc, người ta đánh mày như một con chó. Thằng Quý Ngọc là cái thằng mà chơi với mày, bỏ tù mày. Thì mày với mẹ mày ăn rồi tối ngày bỡ nịnh úp cái mặt vô. Mày úp mặt vô cái giang hồ mạng. Mày úp mặt vô những con đĩ, lũ chó tao nuôi và những suốt súc vật, những thằng súc vật, những con cầm thú, lũ mất dạy, lũ dơ, lũ bẩn. Bao tóc bẩn để mày hốt khách. Tao không có cái loại nhà chồng và người yêu mà sốc mà tối ngày bòn rút vào cái công quả của tao để dâng cái mặt lên làm nhà chồng mất dạy. Chứ tao, tao không có loại người yêu bệnh mà tối ngày chích đối vào những con chó của tao nuôi mà ngồi ở trên mặt. Mày ăn đó, mày bám vào một cái gì đó của một thằng Quý Ngọc cung cấp về cho mày. Mày với mẹ mày là đồ hèn, đồ bẩn, đồ nhục, chứ không phải là tao nhục. Đời tao không quen mày, tao không nhục. Đời tao không có Ngọc Sơn yêu, tao không có nhóc. Mày hiểu chưa? Tại vì tao là một người phụ nữ độc thân Việt kiều Mỹ, không chồng. Không có thằng Ngọc Sơn, là tao có tỷ thằng đàn ông các mơ. Nhưng mà mày là một cái thằng mấy cái Việt Nam quèn. Mày chẳng có một con đàn bà nào thật sự thích mày. Mày á, mà có đàn bà đàn hoàng thì mày không có bao tối ngày mày với, mày ở trong nhà mày tằn tiểu với mấy con người ở. Mày ngon thì mày không có đi với mà kêu bằng mày ôm ấp một cái con ca sĩ Du Quỳnh mà có đã một đời chồng. Buy one get two for free. Con đàn bà giật chồng người ta tiểu tam, bị vợ người ta, bị người yêu người ta giật mặt. Mày cũng mang đôi vết thừa của người ta khôi Ngọc Sơn. Mấy con đàn bà của mày toàn là mấy con đĩ rẻ tiền, tao nói đâu có gì sai. Khi mày hoạn nạn thì tao không thấy một con đĩ ở bên cạnh mày. Ngoài tao là một cái người ngồi bao tốt mà giúp mày, cứu mày. Một ân nhân của mày, một nạn nhân của mày. Mày nhiều lần lặp đi lặp lại mấy lần mày nói chuyện tình yêu với tao. Tình yêu mà mày nhét mẹ mày vô. Mày nhét giang hồ mạng. Mày nhét sự ích kỷ. Mày muốn làm vua, làm trùm, làm quyền lực cái bao tốt. Rồi mày đem luôn cả thằng Quý Ngọc mày thể hiện cho nó coi. Mày với thằng Quý Ngọc đánh đá nhau lôi tao làm nạn nhân. Mày ăn ở, mày cặp bồ, mày tằng tiểu với con bé Ngọc ở trong nhà. Mày với người tình mày lục đục, mày lôi tao vô làm tình tay ba. Mày với mẹ mày là cái thứ mất dạy. Nuôi ông tay áo, nuôi khỉ dòm nhà, nuôi chó cắn chủ, nuôi người vô ơn. Trả tao thơm này chỉ bị tạo phản. Nhưng mà tao nằm đây trên cái YouTube mỗi ngày, tao nhìn đời. Tao chửi vào cái thứ mà vô kêu bằng vô ơn.
tao chửi vào cuộc đời của chính tao, tao chửi thề vào cuộc đời của chính tao. Tao đụ mẹ đéo bà, tao không chửi mẹ mày. Vì mẹ mày là một bậc tiền bối có sai đúng gì cũng là người lớn, tao không có chửi bà. Tao chửi vào những cái hư của bà. Tao chửi vào con chó của tao nuôi tại Bảo Thốt ăn những cái đồng tiền mà hèn hạ, chửi vào con dâu. Chứ tao không có chửi một bà cụ lớn tuổi mà già yếu đánh cha mẹ tao với bà ngoại bà nội tao. Tao không có chửi người lớn tiền bối, mà tao chửi cái thứ mẹ hèn, mẹ nhục, cái thứ mà khốn kiếp đi rửa tay lấy tiền của những kẻ mà đi bỏ tù thằng con mình. Thằng Quý Ngọc bỏ tù mà cũng rửa tay lấy tiền. Tao chửi, tao chửi những cái loại bệnh, một cái con đàn bà bệnh, chứ tao không có chửi người lớn. Tao chửi một cái con mẹ ác mà một cái thằng con bệnh tật, bệnh ngôi sao, bệnh tâm thần, bệnh háo đá, bệnh ngao danh, mà một bà mẹ bất tài không dạy con mà còn lợi dụng ngược lại con mình làm công cụ. Tao chửi vào một con mẹ chồng hư, một người đàn bà là mẹ hư. Tao chửi một người mẹ mà con ở tù mà rồi ngồi đó suối cho thằng con mình cắt đầu vô. Mày vẫn còn có cái tiền án, mày nằm trong đồn công an đó, mày liệu hồn đó, mày tụ tập ở trong nhà mày tiệc, tụi mày bay chứ mày nhảy, mày quẩy, mấy con đĩ nó dắt hán, dắt mép, dắt lờ vô. Đứa một cái điện thoại, tao bảo đàm trước sau gì cũng cắn lắc như bay. Tao đã bảo được cũng ba cái trò gái gú, bắt đầu động đực, động cái, rượng đực, rượng cái. Rồi đè nhau trong nhà, bắt đầu ba cái trò đút đỡ, rồi ba cái trò sân si cạnh tranh, chém giết ở trong cái nhà của mày cũng giống như cái động room Star Wing TV. Rồi mày sẽ đi hậu tòa, vì mày là cái thằng cầm đầu, tổ chức cái nhà mày, ngay địa bàn của mày, ngay làm ăn, ngay tách mạng tài sản. Mày sẽ bị lên tạm giam, mà khi mày tạm giam kỳ này sẽ môi là cái hồ sơ mày nằm trong tiền án. Mày đã đóng 1 tỷ ngày xưa, chính mẹ mày là người nói cho tao biết. Mà cả chục năm nay tao chạy mày bắt cái giang hồ mà mày trả thù. Chứ con đĩ mẹ mày ngồi đó, tao đập với thằng Quý Cậu trả thù tao, coi tao không có ra cái gì. Mày giàu rồi mày sẵn tiền để mày đóng cho công an, mày sẵn tiền để mày nuôi gái, mày nuôi thằng Quý Cậu đi đánh bài. Vậy thì tao đưa mày lên làm chị ba, anh ba chung để làm gì? Tao cho mày kết thời gặp mặt để nuôi trong ngoài nước, nuôi ngập tràn tất cả những trang xã hội, trang mạng xã hội online là ngập tràn các trung tâm ca nhạc, toàn là đại gia không. Chỉ có tao nằm đây, chỉ có da với xương. Tao chỉ có da chứ không có đại. Tao gọi đó, tao nằm đây một con ăn mày tiền bệnh tật. Tao bước vô một cái bóng thốt mà toàn chó của tao nuôi nó giáp. Nó cầm cái mai của phôi là tao một con ăn mày. Nó muốn đá tao là đá, đuổi tao là đuổi mới ghê chứ. Tao đường đường đưa mày lên, tao làm chị ba, anh ba chung. Mà tao chỉ được gặp mày để cho mày làm nhục, mẹ mày làm nhục. Như cái thằng Quý Ngọc, mấy con chó của tao nuôi mà mày giáp lên đầu tao đó chứ mới ghê chứ. Dù sao tao cũng chưa có chết, tao còn ngồi đây một đống. Mày coi lại cách sống của mày nha Ngọc Sơn, nghe chưa? Đừng có vô trong bao thuốc mà anh ba chị ba rồi lợi dụng cái bóp của tao, rồi đi gạt gái lợi tình, lợi dụng người ta tiền bạc, lợi dụng này kia nọ, hình ảnh của một trái tóc thơm này cho mày nữa. Tao cho mày phi chùa đủ ơi. Tao không có giúp cho mày, tao không có gọi làm chị ba cho mày, để mày dắt đĩ, mày ôm ngay mặt tao hết con này tới con kia, để bị mặt vào cái chị ba của tao mà mày không coi tao ra gì bên Mỹ này. Để rồi mày thả cái thằng con chó Quý Ngọc, chó cắn chủ mà tao nuôi mày nuôi, để rồi trái về phía mày muốn đất vào cái kênh của tao là đất rồi mất dạy. Những năm nay cái kênh của tao bị mất, bị đất cái này là có bàn tay mày nhúng vào, có mày chứ không có ai hết.